Xin chào và chào mừng các bạn đã quay lại channel của Halo Shop. Và hôm nay là video thứ 2 trong chuỗi series hướng dẫn Apple Watch dành cho người mới. Và ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà chọn Apple Watch làm sao cho phù hợp với size cổ tay, cùng với đó là cách để mà có thể tháo lắp dây Apple Watch hay là cách để mà đeo Apple Watch làm sao cho đúng. Và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà có thể khởi động Apple Watch, đồng bộ Apple Watch với iPhone, cùng với đó là những cài đặt cơ bản để cho các bạn có thể bắt đầu sử dụng Apple Watch. Nào, hãy cùng bắt đầu video thôi. Và đầu tiên, khi mà các bạn mua Apple Watch về, trước khi mà các bạn đồng bộ Apple Watch với lại iPhone thì các bạn phải bật nguồn của Apple Watch lên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà bật nguồn lên. Khi mà bạn cầm Apple Watch lên thì nhìn phía bên viền, phía bên tay phải thì thấy một cái phần nút dài. Thì các bạn chỉ cần bấm giữ tới khi nào mà màn hình của Apple Watch hiện lên cái biểu tượng của Apple thì lúc đó là máy đã bắt đầu khởi động rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện bấm giữ. Đó, thì lúc này là biểu tượng đã hiện lên rồi, thì các bạn chỉ cần đợi khoảng 1 phút là nó sẽ khởi động lên xong. Và ngược lại, nếu mà các bạn muốn tắt nguồn Apple Watch đi thì cũng có một động tác y chang như vậy, chỉ cần bấm giữ cái nút này cho đến khi mà nó hiện cái dòng chữ là Power Up, thì chỉ cần kéo cái nút này đi thì nó sẽ tắt nguồn đi thôi. Khi bạn đã khởi động Apple Watch lên thì đây là chính là màn hình của Apple Watch khi mà chuẩn bị để mà kết nối với iPhone. Cái màn hình này nó sẽ kêu bạn là để iPhone gần với là Apple Watch. Đó, khi mà để gần iPhone với Apple Watch ở gần nhau á, thì nó sẽ hiện cái bảng này lên. Đây chính là hình ảnh của chiếc Apple Watch mà chúng ta đang cầm trên tay đây. Các bạn chỉ cần bấm vào Continue. Lúc này nó sẽ hiện, bên iPhone sẽ hiện luôn một cái bảng tên là Setup Apple Watch. Thì bạn sẽ bấm vào cái phần Setup for Myself để mà setup Apple Watch cho bạn. Còn đây là setup for family member á, thì cái phần này gì là của family sharing, mình đã nói trong những video trước rồi. Thì tại Việt Nam thì hiện tại thì vẫn chưa có được hỗ trợ family sharing, thì các bạn chỉ cần bấm vào setup for myself, nó sẽ hiện là một cái bảng giống như quét mã QR vậy á. Lúc này á thì ở trên Apple Watch sẽ có hiện một cái hình cầu có những chấm li ti, thì bạn chỉ cần đặt cái Apple Watch ở dưới và đặt cái iPhone ở trên và quét cái mã, thì lúc này iPhone sẽ quét cái mã của Apple Watch và hiện Apple Watch vào trong iPhone. Lúc này trên iPhone đã hiện lên những cái thông tin của Apple Watch. Đây, do Apple Watch is pair rồi, có nghĩa là đã đồng bộ rồi. Lúc này nó sẽ có hai option cho bạn, một là bạn restock from backup, là kiểu như bạn tải lại những cái thông tin, những cái dữ liệu hồi trước của bạn vào trong đây, trong cái Apple Watch. Còn không thì bạn có thể chọn là Setup as new Apple Watch, là bạn sẽ cài đặt một cái Apple Watch mới hoàn toàn, không có bất kỳ một cái dữ liệu nào trong đó cả. Và ở đây nó sẽ hỏi bạn là tay trái hay tay phải. Thì ở đây thì bạn, nếu mà bạn là người thuận tay trái á, thì bạn chọn là right. Còn nếu mà bạn thuận tay phải á, thì bạn chọn là left. Thì tại vì thường những người thuận tay phải thì họ sẽ đeo Apple Watch ở bên tay trái mà. Ok. Ở đây thì bạn bấm vào, nhìn vào ở bên góc phải thì nó có chữ ARI, thì bấm vào. Lúc này bạn sẽ nhập cái phần ID Apple của bạn vào. Và sau khi bạn đã nhập đủ ID Apple vào thì bạn chỉ cần bấm chữ NET. Thì sau khi đã lag xong rồi thì nó sẽ hiện lên những cái bảng này, thì bạn cứ làm theo những cái chỉ dẫn của nó. Ok. Ở đây thì mình sẽ chọn cỡ chữ. Nếu mà bạn là người bị cận thì bạn có thể chọn cái cỡ chữ lớn nè, hoặc là bạn không thích thì bạn có thể chọn cỡ chữ nhỏ. Rồi, thì ở phần này á thì Apple sẽ hỏi bạn là có muốn tạo cái password hay không. Thì nếu mà bạn muốn bảo toàn cái thông tin cá nhân của mình á, để cho thí dụ như không ai có thể nhìn được những cái thông tin cá nhân của mình, thì bạn có thể chọn tạo password. Còn không thì bạn có thể bấm Don't ask password. Ok, continue tiếp tục. Và sau khi bạn đã làm những thao tác mà trên iPhone hiện ra lúc nãy á, thì bắt đầu đây, hiện tại đây thì nó đang bắt đầu kết nối với lại Apple Watch. Chỉ cần nó chạy đầy cái vòng tròn này thì bắt đầu là Apple Watch với lại iPhone đã bắt đầu có thể đồng bộ với nhau rồi. Và đây chính là màn hình của Apple Watch sau khi mà bạn đã đồng bộ xong. Thì ở đây Apple Watch sẽ hướng dẫn cho bạn từng vị trí, giống như là ở đây là màn hình nè. Rồi, nó sẽ hiện đây là Digital Round là ở đây. Còn đây là Side Bottom là cái nút mà bạn dùng hồi nãy mình chỉ cho các bạn để mà mở nguồn với tắt nguồn á. Bạn nhấn vào Digital Round thì bắt đầu Apple Watch sẽ khởi động và quay lại cái màn hình của màn đồng hồ. Lúc này là đã hoàn thành cái việc mà đã kết nối Apple Watch với iPhone rồi.
Và sau khi bạn đã đồng bộ Apple Watch với iPhone xong thì lúc này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mà cài đặt cái mặt đồng hồ. Thì mặt đồng hồ là sao? Thì mặt đồng hồ chính là những cái mặt đồng hồ để mà chúng ta coi giờ, thì nó sẽ có nhiều mặt là bạn chỉ cần vuốt qua. Nếu mà bạn cài đặt nhiều mặt á, thì bạn chỉ cần vuốt qua thì nó sẽ thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà cài đặt cái đó để mà mình có thể tùy chỉnh nó để mà mình xem được nhiều mặt hơn. Để đỡ phải xem một mặt thì sẽ rất là nhàm chán. Đầu tiên các bạn vào app trên iPhone. Và các bạn nhìn ở phần ở trên á, thì ở đây là cái phần My Face. Thì đây là cái phần mà sẽ là hiện những cái mặt đồng hồ của bạn. Thì bạn sẽ thêm vào bằng cách là bạn bấm vào phần Face Gallery. Ở đây sẽ rất nhiều mặt đồng hồ để mà bạn lựa chọn. Thì ở đây mình sẽ chọn một vài cái mình thường sử dụng. Đây, như là cái này. Bấm vào. Thì tại đây thì bạn chỉ cần bấm thêm vào. Mình sẽ thêm một vài cái nữa. Đây. Sau khi đã thêm được những cái mà mình thích rồi, bạn chỉ lại cái phần chính. Thì lúc này bạn nhìn theo cái phần My Face nè, nó sẽ có rất nhiều cái mặt đồng hồ để mình có thể mà thay đổi. Nhìn vào Apple Watch. Đó, cái mặt đồng hồ đã khác rồi đúng không? Vậy các bạn vuốt qua. Vuốt qua là sẽ thay đổi cái mặt đồng hồ. Và bên cạnh việc cài đặt và thêm những cái mặt đồng hồ để cho đa dạng hơn thì bạn hoàn toàn có thể custom chúng. Thì ở đây bạn sẽ vào phần Face Gallery. Ở đây thì bạn chọn một cái mặt đồng hồ mà mình thích bất kỳ. Ở đây thì mình chọn cái mặt đây, California. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là phần cài màu sắc. Thì ở đây thì sẽ có rất nhiều màu. Mình sẽ chọn những cái màu mình thích. Thì ở đây thì mình thích màu xanh dương thì mình sẽ chọn màu xanh dương. Ở bên dưới đây là phần symbol, thì đó là phần biểu tượng của những con số hiển thị cho giờ. Thì ở đây thì nó sẽ có số La Mã nè, hay là số chữ số bình thường. Ở đây thì mình chọn cái số bình thường đi cho nó dễ nhìn. Bên cạnh ở dưới thì nó sẽ có hai loại mặt đồng hồ mà mình hiển thị. Ở đây thì nó sẽ có mặt tròn nè, hoặc là mặt vuông. Thì mình sẽ thích mặt vuông hơn tại mình quen xài như vậy rồi. Bên cạnh đó ở dưới thì bạn sẽ có thể hiển thị được biểu tượng hay là những cái ứng dụng sẽ hiển thị trên cái mặt đồng hồ. Ở đây thì bạn thấy là cái tròn này không? Nó chính là cái phần sub dial bottom á, là nếu mà bạn chọn moon thì nó sẽ hiện cái mặt trăng lên. Bạn chọn earth đi thì nó sẽ hiện, sẽ thay đổi ở đây. Và sau khi đã chọn những cái biểu tượng và những cái cài đặt mình thích rồi, bạn chỉ cần bấm chữ S. Bây giờ mình sẽ bật Apple Watch lên. Đó, nó sẽ hiện lên thẳng lên trên mặt đồng hồ của chúng ta, thì lúc này là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Và cuối cùng mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà đặt password cho Apple Watch. Thì lúc nãy thì khi mà mình đồng bộ Apple Watch với iPhone á, thì có hiện một cái mục để mà hỏi bạn là có muốn đặt password hay không. Thì lúc nãy thì mình muốn nhanh lên thì mình đã bỏ qua cái phần này. Thì bây giờ mình lại muốn đặt password lại cho Apple Watch. Đầu tiên các bạn vào cái phần app của Apple Watch. Các bạn sẽ kéo xuống phần passcode. Ở trên đầu các bạn sẽ thấy dòng chữ là Turn Passcode On. Rồi, khi mà bạn bấm vào thì trên Apple Watch sẽ hiện lên một cái bảng số. Thì bạn sẽ nhập cái số của mình thích vào. Ở đây thì mình đặt cái số đại là 234. Các bạn bấm Use Code. Rồi bấm lại một lần nữa. Thì lúc này thì Apple Watch đã lưu cái password của bạn vào rồi. Mình sẽ thử nha. Khi mà các bạn sẽ bật Apple Watch lên mà xài thì nó sẽ hiện password vào, bạn phải nhập đúng cái password đó thì mới mở khóa được và sử dụng. Vậy là xong. Và đó chính là những bước mà các bạn có thể đồng bộ Apple Watch với iPhone, cùng với đó là những bước cài đặt cơ bản để mà các bạn có thể bắt đầu sử dụng Apple Watch. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, thì đừng quên like, share video và subscribe kênh của mình để nhận những video tiếp theo trong chuỗi series hướng dẫn sử dụng Apple Watch cho người mới. Và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.